Vâng, mình là Trần Thành Cẩm đây, hay gọi là TTC Trần Thành Cẩm. Thì hôm nay Trần Cẩm sẽ tạo một video này, cũng như là theo yêu cầu cũng nhiều người yêu thích cái bộ môn guitar. Và trong mỗi chúng ta thì nhỏ cũng như lớn, và ai ai cũng muốn được giải trí, cũng muốn được thể hiện bản thân mình trong một cái không gian nào đó, chẳng hạn như là một bữa tiệc, một bữa nhậu, hoặc đơn giản nhất là chúng ta giải trí để khuây khỏa tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng, sau những buổi học căng thẳng mệt mỏi. Thì cái bộ môn guitar nó đáp ứng được điều đó, rất là đơn giản thôi, không cần cầu kỳ phải nguyên biển này kia, chỉ cầm sách một cây guitar ta có thể đến mọi nơi, những nơi cảnh đẹp, bạn bè đi phượt, tụ tập lại hát ca. Điều đó ai cũng muốn, nhưng là đối với môn guitar hoặc là nhiều người đã từng học rồi và đã bỏ cuộc, bởi vì thời gian tập luyện nó dài và nó không thành công. Thì thằng Thanh Cẩm thật ra mình cũng không có học, trước giờ không học thầy cô nào hết, phần lớn là mình tự học. Và qua quá trình mình tự học á, thì mình rút được những cái kinh nghiệm cho bản thân. Và làm thế nào một chúng ta học guitar đó để đánh đàn hát được, tự mình đánh mình hát được, hoặc là có thể đánh cho người khác hát được. Chứ vậy mình không phải là mình biểu diễn cầm guitar lên, mình biểu diễn một bài nào đó xuất sắc, đó là dành cho những cái trường trường lớp cơ bản. Mình nói là nên là nhiều người học những cái chỗ nào đó thì mình không có tiện nói, nhưng học có kể là nửa năm vẫn chưa tự tin, chưa đánh được một bản nhạc. Okay. Bởi vì cái lối đánh cái học quá nhiều về lý thuyết và quá nhiều về lý thuyết, và thực hành thì không không áp dụng được. Những anh bạn của mình đã từng hà đạp đến những chỗ như vậy, nói nửa năm rồi cũng đánh được. Nhưng đối với Trần Cẩm thì bằng cái kinh nghiệm của mình phần lớn mình tự học, mình và mình đúc kết được những cái điều là trong guitar đó, đặc biệt nó có cái quy luật của guitar đó hết. Vậy làm thế nào mình nắm được cái quy luật đó? Chẳng hạn như hợp âm nó có quy luật hợp âm, từng nốt nó có quy luật từng nốt, cái tông giọng. Vậy thì hè này theo cầu nhiều người thì Trần Thanh Cẩm sẽ có mở ra giống như một cái câu lạc bộ để mọi người có thể, từ những người chưa biết guitar, bảo đảm cam kết là trong vòng 2 tháng các bạn sẽ đánh được một bài hoặc vài bài đấy, đánh được, tự tin cầm đánh được trong vòng 2 tháng. Bởi vì không trong cái cảnh này không có đi quá nhiều về lý thuyết, biết lý thuyết một ít thôi, còn quan trọng là áp dụng vào cái quy tắc hai bàn tay trái như thế nào, tay phải như nào, không không cần phải là phải 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 đánh mẫu, đánh này kia, đánh những cái bài trong sách vở, cần điều đó, bởi vì chúng ta thực tế mà. Thì bạn nào yêu guitar, đặc biệt là những em học sinh hè muốn ha xả stress thì phụ huynh liên hệ với lại Trần Thanh Cẩm nha, các em học sinh liên hệ với Trần Thanh Cẩm đấy, để nào để lên mình đem mong guitar này mình phục vụ cho bản thân đấy, và thể hiện được cái những cái năng lực của mình để giải trí. Mục đích giải trí là chủ yếu, mình không nói làm ra tiền, mình không nói là học guitar để tạo ra nguồn thu nhập, thì mình không có điều đó. Thì bạn nào yêu thích môn guitar, lâu nay mà chưa biết được bắt đầu từ đâu đây, thì hãy liên hệ với Thanh Cẩm. Đơn giản là đơn giản, dễ hiểu, dễ tập, nắm được tất cả những cái quy luật trong này, tất cả hợp âm. Rất nhiều hợp âm trong này, đặc biệt là bao nhiêu tông, bao nhiêu giọng, làm thế nào một người giọng nhưng sao người ta đánh được, còn mức độ đánh hay hay dở hoặc là chưa hay thì nó phụ thuộc vào sự luyện tập của chúng ta thôi.
chúng ta luyện tập càng ok thì chúng ta đánh càng tốt, đó là trăm vang ngon võ luyện như vậy. Thì mọi người hãy liên hệ lên Tâm Cảm nha, 0387 461911. Và đặc biệt bên cạnh Trần Thanh Cẩm thì có rất nhiều người chơi guitar, và chúng ta luôn luôn có những buổi giao lưu trực tiếp với họ, vừa đánh vừa hát trực tiếp luôn. Làm thế nào chúng ta tự thể hiện được cái điều đó là cái điều cần thiết nhất. Ok.